Kính chào quý khán giả đang đến với bản tin Covid-19 của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin Covid-19 hôm nay ngày 11 tháng 11, mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 11, sau khi Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến lao động xã hội mà đại biểu Quốc hội nêu, đang được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã giải trình làm rõ thêm các vấn đề đại biểu quốc hội nêu. Khẳng định lao động xã hội là vấn đề rất rộng, cần phải bàn thấu đáo. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, có rất nhiều vấn đề bộc lộ ra qua các đợt dịch Covid-19. Trước mắt, cần tập trung vào vấn đề giải quyết chính sách quyền lợi đối với người lao động từ thành phố về quê. Theo Phó Thủ tướng, số lượng 1,3 triệu người dịch chuyển từ thành phố về quê cần xem xét nằm ở khu vực nào, đối tượng nào. Nhấn mạnh có hai vấn đề lớn phải giải quyết. Theo Phó Thủ tướng, đó là phải kiểm soát dịch cho tốt do vấn đề tâm lý của người lao động phải mở lại trường học do đa phần công nhân có con nhỏ học mẫu giáo tiểu học về lâu dài phải chăm sóc căn cơ cho người lao động nếu dịch có trở lại thì người lao động vẫn phải được đảm bảo một phần tiền lương đủ cho cuộc sống thưa quý vị để có cơ sở cho việc phân bổ vaccine trong tháng 11 tháng 12 năm 2021 và xác định nhu cầu vaccine năm 2022 bộ y tế đã có văn bản gửi cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng cục y tế bộ công an sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đề nghị các đơn vị khẩn trương tổng hợp báo cáo số lượng vaccine được cấp đến ngày 31 tháng 10 năm 2021 kết quả tiêm chủng của địa phương đơn vị đến ngày 31 tháng 10 và nhu cầu vaccine năm 2022 theo thống kê thực tế trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, đến hết ngày 10 tháng 11, cả nước đã tiêm được hơn 95,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, ngày 10 tháng 11 đã tiêm hơn 1,6 triệu liều. Hiện trên cả nước, tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là 85,5%. Tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine là hơn 43% dân số từ 18 tuổi trở lên. Thưa quý vị, những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có xu hướng tăng mạnh. Toàn tỉnh đã ghi nhận 3.786 ca mắc COVID-19. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận 1.019 ca mắc. Trong đó, thì đa số phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc. Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hiện được đánh giá mức độ dịch là cấp độ 3, nguy cơ cao. Qua công tác xét nghiệm, địa phương phát hiện hơn 170 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tiến hành khoanh dùng phong tỏa diện hẹp đối với các khu vực có ca mắc, đồng thời khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan, không để dịch bệnh lây lan rộng hơn. Tỉnh Vĩnh Long hiện đang quy động mọi nguồn lực khẩn trương truy vết xét nghiệm nhằm sớm kiểm soát tình hình. Thưa quý vị khán giả, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh diễn biến khá phức tạp. Những ngày qua, số ca nhiễm mới được phát hiện trong cộng đồng tăng đáng lo ngại, có những thời điểm đã vượt qua 400 ca mới phát hiện mỗi ngày. Trong một tuần qua, số ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tăng lên khá nhanh, ngày 9 tháng 11 có 403 ca dương tính được phát hiện nhờ xét nghiệm sàng lọc trong tổng số 412 ca được phát hiện. Đây là ngày có số ca phát hiện nhờ test sàng lọc cao nhất từ trước tới nay ở Tây Ninh. Trong 2 ngày 7 tháng 11 và 8 tháng 11, số ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cũng rất cao, gần 400 ca mỗi ngày. Nhiều địa phương cho biết, thời gian qua tỷ lệ phủ vaccine đã tăng lên rất nhanh, nhưng số người mắc COVID-19 cũng tăng lên rất nhanh do tâm lý lơ là chủ quan. Các địa phương trong tỉnh Tây Ninh đang đối mặt với đợt bùng dịch mới đáng lo ngại. Người dân vẫn phải thực hiện tốt 5K dù được tiêm vaccine, để bảo vệ bản thân và cộng đồng thật tốt, Ngoài vaccine ngừa COVID-19, mỗi người chúng ta phải tự trang bị vaccine ý thức. Thưa quý vị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm COVID-19 được chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần cũng như là vật chất, nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ và trách nhiệm của người dân về phòng chống dịch COVID-19 đối với xã hội, đồng thời giảm chi phí ngân sách nhà nước cho việc cách ly điều trị COVID-19 tại các cơ sở y tế. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đối với người nhiễm COVID-19 hoặc thân nhân cụ thể như sau có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu, cài đặt và khai báo sức khỏe điện tử trên ứng dụng Tenin Smart vào buổi sáng và buổi chiều hoặc khi có các triệu chứng bất thường. Khi có biểu hiện nghi ngờ như ho sốt, đau rác họng khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ trạm y tế. Không để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người thực hiện cách ly. Không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà. Nếu người cách ly là trẻ em hoặc người già yếu có bệnh nền cần người chăm sóc hỗ trợ thì cho phép bố trí người chăm sóc hỗ trợ cách ly cùng và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, đau rác họng, khó thở. Thu gom chất thải từ phòng cách ly theo hướng dẫn của Quỹ ban Nhân dân cấp xã. Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế, trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế, thực hiện việc vệ sinh khử khuẩn nhà ở hàng ngày. Trong tháng 10 năm 2021, hoạt động vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vẫn đảm bảo lưu thông thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế, không để đứt gãy chuỗi sản xuất Tính từ tháng 1 năm 2021 đến hết tháng 10 năm 2021, doanh thu hoạt động vận tải kho bãi ước đạt gần 2.000 tỷ đồng, giảm 14,9% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận chuyển hành khách giảm gần 36%, doanh thu vận chuyển hàng hóa giảm trên 6% và doanh thu hoạt động kho bãi dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng trên 5% so với cùng kỳ. Thưa quý vị, bản tin COVID-19 của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây xin được khép lại chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi còn bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại